Chào mọi người, hôm nay tôi muốn giới thiệu cho mọi người cái bay răng của hãng Tonsen. Thì tôi sẽ giới thiệu cho mọi người cái dòng cán gỗ trước. Thì cái hàng cán gỗ này Tonsen này nó được thiết kế là dạng như công nghiệp, nó làm rất là đẹp ha. Tonsen này nó sẽ in chìm ở trên cán gỗ đây. Cán gỗ này thiết kế là bo tròn, rất là láng ha. Đấy, phía sau này bắt ốc vô cái cán này nên không bao giờ xúc ha. Cầm rất là chắc tay. Cái thép này là thép rất là dày, nên ta bẻ gần như không có cong, nó cứng lắm. Nó cứng lắm mọi người ha. Thì cái Tonsen này, cái này thiết kế là răng 10. Cái răng này răng 10 nè nha. Răng 10. Thì cái là chiều diện ngang của nó, chiều ngang này là 120 mm. Cái chiều dài này là 280 mm nha. Rồi ha, 280 mm. Đó. Tonsen thiết kế rất là chắc chắn. Thép rất là đẹp nha. Cái này có giá là 120.000 ha. Còn cái thang cái cán là bắt chung cái thép ở đây thì nó được là mạ này, mặt kẽm gì nó rất là sáng đó, rất là đẹp. Thì cái răng 10 này sử dụng trong cái trường hợp nào, không phải gạch nào chúng ta sử dụng răng 10 được ha, mọi người lưu ý nha. Răng 10 người ta sử dụng dụng từ các loại gạch từ 80 trở lên nha, 80 1m 1m2 đó là ta xài răng 10. Chứ nếu mà dưới những loại gạch đó đó mà ta xài răng 10 là nó dư keo rất là nhiều, dư keo rất nhiều, rất là hao. Nên tùy cái loại gạch mà chúng ta chọn bay nha. Đó, dù 60 1m2 cũng xài răng 10, 80 80 răng 10 cũng được. 1m đó là răng 10 nha. Đó. Thì cái bay này cán gỗ này có giá 120.000 nha. Rồi ta giới thiệu qua bay cán nhựa. Thì cái cán đây cán nhựa nó khác với cán gỗ chỗ nào? Cũng hãng Tonsen. Đây nó in in trên cán nhựa nha. Thì cái cán nhựa này cái thông số nó cũng giống như là cán gỗ, nó cũng là răng 10. Cũng là răng 10 ha. Này răng 10 mm nè. Thông số cũng bề ngang là 120 mm, chiều dài là 280. Đó, nó chỉ khác nhau một điều là cái thép này làm gần giống như là inox mạ vậy đó, inox vậy đó. Này nó là thép mạ, nó xì lớp decal lên nó rất là sáng bóng. Đó, sáng bóng. Ha. Cầm cũng rất là đã tay ha. Này chúng tôi cầm cảm thấy rất là đã tay, cầm rất là đã ha. Cán nhựa rất là êm đó. Thì thép nó cũng làm rất là cứng ha, rất là cứng, nó mạ lớp cái rất là cứng đó. Cán là răng 10 ha, dấu này cái dấu bấm của nó. Thì thiết kế cái cán này, cái cán này cũng giống như là cái cán này thôi đó. Cái viền này nè, đó nó giống ha, cũng rất là chắc chắn. Cái này có giá là 140.000, nó mắc hơn nha. Đó, rất là đẹp. Rồi ha, mọi người có nhu cầu liên hệ mua bay liên hệ với chúng tôi ha, theo số điện thoại bên trên. Rồi, cảm ơn mọi người ha.